Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với Shop Công nghệ DLD. Hẳn là quý vị và các bạn chúng ta đang cảm thấy rất là lạ vì hôm nay bọn mình đang ở một không gian vô cùng hoàn toàn mới, phải không ạ? Tuy nhiên, ngày hôm nay thì để trả lời cho câu hỏi mà hiện nay đang rất hot ở trên mạng là làm sao có nhiều tiền thì chúng ta sẽ làm gì? Ê Cúc, anh phỏng vấn đi đã, đi đâu đấy? Dạ. Chào em tên là gì? Em chào anh, em tên là Quát. Quát à? Quát đi học, Quát đi đâu về đấy? Em vừa đi học về. Đi học về à? Ôi trời, mũ đẹp thế nhỉ? Đeo anh, bạn gái em tặng đấy. Bạn gái tặng, ôi bạn gái tặng cơ à? Anh hỏi gì? Em hỏi gì? Thế hỏi, anh hỏi em một câu hỏi nhá. Thế nếu như bây giờ Quát có nhiều tiền thì em sẽ làm gì? Tiền thì em không có, nhưng mà nhiều thì em không thiếu. Có tiền thì em sẽ tặng bạn gái. Có bạn gái rồi cơ? Nhỏ thế này mà có bạn gái. Anh lớn đầu chưa có người yêu à? Em chào anh. Chào anh. Có thể cho em phỏng vấn 1-2 câu được không anh? Được. Nhưng mà trước khi chú phỏng vấn ấy, thì anh hỏi chú nhá, chú thấy xe này đẹp không? Ui xe này anh quá đẹp luôn chứ. Thế chú hỏi gì? Em hỏi anh một câu là thế mà nếu như bây giờ anh có nhiều tiền thì anh sẽ làm gì? Làm gì ạ? Anh mua ô tô. Xe anh đây còn gì nữa? Không, thực ra anh làm bảo vệ thôi. Thế nhá. Shindeiru. Nani? Chào anh có thể cho em phỏng vấn 1-2 câu được không? Từ đang bận. Từ thì bận cái gì thôi, chơi bời gì nữa, em hỏi tí. Hỏi. Thế bây giờ anh có nhiều tiền thì anh làm gì? Chỉ mua laptop này, game cùng các thứ, thế bên kia. Laptop à? Thế anh đang cần tìm một laptop gì? Máy nào khỏe khỏe tí mà giá nó cũng phải chăng, hiểu không? Thế à? Vâng các bạn, vậy nhiều tiền để làm gì? Với cái mức số tiền các bạn bỏ ra là 20 triệu đồng, các bạn có coi nó là số tiền lớn hay không? Và tại sao các bạn không sử dụng chiếc máy như thế này? Đó là một chiếc máy gaming, một chiếc máy thiết kế, nó rất là thiết kế rất là đẹp. Tại sao các bạn không dùng số tiền đó để mua chiếc máy HP Pavilion Gaming 15CX0056WM? Chiếc máy này thì đang được nhập khẩu nguyên thùng, nguyên chiếc. Và hôm nay mình sẽ mở giới thiệu cho bạn chi tiết về chiếc máy này. Nhưng mà có một cái điểm mà mình nhấn mạnh cho bạn về chiếc máy này, khi mà những chiếc hộp mình mở trước đây, nó chỉ là một chiếc máy có một cái bìa các tông bên ngoài, không được trang bị một cái thiết kế, vỏ hộp nó sặc sỡ. Nhưng đối với chiếc máy này thì chúng ta đã thấy được một thiết kế, một chiếc máy của chúng ta đã được in hình bên ngoài. Và có một cái điều đặc biệt trên sản phẩm này là đó là chúng ta sẽ có một cái của Intel quà tặng, đó là Guest Fire Games. Tức là chúng ta sẽ nhận được một cái mã code bên trong chiếc máy này và chúng ta sẽ tải game ở trên kho ứng dụng. Bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc máy này ra cho các bạn. Với một cái đột phá của một chiếc hộp như thế này thì tạo chúng ta một cảm giác chiếc máy nó đã cho chúng ta nhìn thấy bên trong. Và chúng ta sẽ thấy luôn được cái cấu hình. Ví dụ như là ở bên ngoài thì mình đã thấy được NVIDIA GeForce GTX 1050 4GB. Bây giờ mình đã mở ra rồi và chúng ta sẽ có một cái sách, cái giấy hướng dẫn sử dụng này. Đây sẽ là chiếc máy chúng ta. Và đây sẽ là một sách hướng dẫn sử dụng. Bên trong của một cái tờ phiếu này chúng ta sẽ có một cái mã code in đằng sau và mình sẽ không cho các bạn xem đâu. Bên trong thì chúng ta sẽ có một bộ sạc nữa. Bộ sạc này thì nó sẽ làm được cái kiểu đó là dạng oval. Cái thiết kế nó nhỏ gọn đi rất là nhiều và trọng lượng nó cũng nhỏ hơn nữa. Còn đây sẽ là chiếc máy chúng ta. Chiếc máy này thì sẽ được bọc trong một cái lớp ni lông cùng với hai cái chống sốc rất là chắc chắn, rất cẩn thận luôn. Mình sẽ mở siêu luôn. Cầm vào chiếc máy này thì nó cho mình một cái cảm nhận nó thiết kế rất là vừa tay và nó rất là nhẹ, nó chỉ khoảng 2,01 kg mà thôi. Một thiết kế như bạn thể nhìn thấy đây. Và khi mà mình mở ra thì nó làm từ cái chất liệu đây, nó là chất liệu nhựa thôi, nhưng tạo chúng ta một cái cảm giác nhựa nó rất là cứng cáp và nếu mà các bạn ấn vào thì chúng ta không thấy hiện tượng lồi nõm. Ở phía giữa thì chúng ta sẽ thấy được cái logo của HP được in một cái lớp chrome màu xanh. Nhìn nó rất là nổi bật, nhìn nó rất là gaming và nó cũng đồng đều với cái tông nền của chiếc máy luôn. Chiếc máy này thì có một cái thiết kế nó rất là mỏng ở các cạnh cũng như là ở cái phần tản nhiệt. Và cái phần tản nhiệt của chiếc máy này nó không hầm hố như là dòng HP Omen 15 hoặc là 15T. Nó đã cách điệu đi, phù hợp cho các bạn nào là doanh nhân, các bạn nào là công việc văn phòng và chúng ta vẫn yêu thích chơi game thì chiếc máy này quả thực rất là phù hợp cho bạn luôn. Thiết kế bản lề của nó cũng là một dạng đơn rất là nhỏ gọn và nó cực kỳ chắc chắn cho chúng ta gập mở nhiều lần.
Đến với cái mặt đáy thì chúng ta sẽ thấy được một cái thiết kế, nó cũng chỉ hoàn thiện từ chất liệu nhựa mà thôi, nhưng cũng rất là cứng cáp. Và các bạn có thể nhìn thấy đó là cái thiết kế 4 chân đế cao su rất là chắc chắn, và nó phân bố như vậy thì giúp chúng ta chống trượt cực kỳ tốt luôn. Bây giờ mình sẽ phân tích về cái cổng kết nối của chiếc máy này. Khi mà thiết kế của nó đã mỏng đi rất là nhiều, chúng ta vẫn đầy đủ luôn các bạn ạ. Ví dụ như ở bên phải chúng ta sẽ thấy được một cái jack tai nghe 3.5 full thicker mic. Bên cạnh sẽ là một cái cổng mạng LAN, chúng ta cũng có đèn tín hiệu này. Một cổng HDMI để chúng ta xuất dữ liệu ra màn hình. Chúng ta cũng có một cổng USB 3.0. Bên cạnh nữa chúng ta sẽ có một cái công nghệ mới, đó là jack Type-C tích hợp Thunderbolt 3. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy được cái jack sạc cùng với đèn báo tín hiệu luôn. Ở phía cạnh trước của chiếc máy này chúng ta sẽ không thấy một cái thiết kế cổng kết nối nào, và chúng ta sẽ thấy một độ lõm vào bên trong để chúng ta mở cái màn hình nó tốt hơn. Bên cạnh trái thì sao? Các bạn có được gì? Chúng ta sẽ có một cái khe thẻ SD này. Chúng ta cũng có một cái đèn báo tín hiệu ổ cứng, một cái ổ khóa Kensington và hai cổng USB 3.0. Với thiết kế mỏng như vậy mà chúng ta vẫn có rất là nhiều các cổng kết nối. Ví dụ là chúng ta có cổng jack tai nghe 3.5 để truyền tín hiệu âm thanh này, cổng HDMI để truyền tín hiệu màn hình, hoặc là có cả cổng Thunderbolt 3, một cái cổng để chúng ta có thể kết nối eGPU, nâng cấp cho cái hiệu năng của cạc màn hình nó tốt hơn. Nói chung là nó khá là đầy đủ chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích một chiếc máy có một thiết kế nhỏ gọn, một thiết kế đã mỏng đi. Vậy không hiểu tại sao cấu hình của nó lại cao như vậy. Một thiết kế nó chỉ là một chiếc máy văn phòng doanh nhân bình thường, nhưng chúng ta đã có một cái con chip i5 thế hệ 8 8300H rất là mạnh mẽ, đã tăng cái số lõi số lượng lên rất là nhiều. RAM thì chúng ta sẽ có ở đây là cái dung lượng là 8GB chuẩn DDR4. Với chiếc máy này chúng ta có thể nâng cấp lên tới 32GB RAM. Ổ cứng thì chúng ta chỉ có một cái ổ HDD 2.5 inch mà thôi. Nếu mà mua chiếc máy này thì mình khuyên các bạn nên nâng cấp một ổ M2SD, nó đọc lên tới cái tốc độ NVMe 3.5GB/giây. Vâng, bạn mình đang chơi tựa game PUBG bản PC, và cái thiết lập mình đang để ở đây đó là mức medium. Đối với card GTX 1050 Ti thì các bạn có thể đẩy lên cái chế độ là 2. Tuy nhiên đối với chiếc máy này thì mình khuyến khích các bạn không nên đẩy lên cao, bởi vì thiết kế của nó đã rất là mỏng gọn và cái hệ thống tản nhiệt của nó không được tốt cho lắm. Chính vậy mà nhiệt độ GPU đã lên tới 86 độ C. CPU thì sao? Lên tới 94 độ C, rất là nóng. Và nếu các bạn chơi lâu dài thì chiếc máy này nó không đáp ứng tốt nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, có một cái điều đặc biệt, đó là cái phần nghỉ tay nó lại không sinh ra nhiệt. Cái phần phía trên đằng sau cái hệ thống tản nhiệt, đó là cái phần loa, thì nó cực kỳ nóng luôn. Nó có thể lên tới 50 độ C theo mình cảm nhận. Bây giờ mình sẽ test luôn cái màn hình cũng như là cái chất lượng âm thanh của chiếc máy này. Các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có một cái màn hình 15,6 inch. Với cái công nghệ màn hình tràn viền thì nhìn kích thước của chiếc laptop này như là một chiếc laptop 14 inch mà thôi. Chiếc màn hình này sẽ sở hữu một cái độ sáng khoảng 290 nit và cái mật độ màu sắc sRGB là 57%. Phía trên chúng ta cũng có một cái cụm mic và một cái camera. Tuy nhiên thì cái camera nó cũng không để lại chúng ta một cái ấn tượng nhiều. Về âm thanh, như mình trải nghiệm trong căn phòng 2m2 thì nó khá là to, âm bass rất là uy lực, bởi vì nó được trang bị công nghệ BNO với các dãy loa hình tam giác cùng với các lỗ thoát hơi hình tròn. Nói chung rất là to và hay. Bây giờ sẽ là cái phần nghỉ tay được thiết kế từ chất liệu hợp kim nhôm, sờ rất là mát. Chúng ta sẽ thấy được cái bàn phím dạng full size, LED màu xanh. Touchpad thì sao? Cảm giác của mình di nó rất là mượt mà, và các đường cắt kim cương nhìn rất là sáng bóng luôn. Bây giờ mình sẽ test về cái hiệu năng của GPU. Vâng, các bạn mình đang test phần mềm FullMux thì các bạn có thể nhìn thấy nhiệt độ của chiếc máy này nó thực sự nóng luôn. Nhiệt độ của GPU đã lên tới 81 độ C và nhiệt độ CPU đã lên tới 83 độ C. Chiếc máy này thực sự là một chiếc máy có cấu hình khỏe nhưng hệ thống tản nhiệt của nó không được tốt. Hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này khi mà thổi gió ra thì mình nghe thấy nó không ổn cho lắm. Nó rất là nhẹ nhàng. Chính vì vậy mà cái hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này nó làm mát không được tốt. Và mình đang sử dụng phần mềm CPR15 để chấm điểm hiệu năng của chiếc cạc màn hình cũng như là chip CPU. Với hiệu năng của GTX 1050 Ti thì mình đang test
thì nó có số điểm rất là cao, 101 điểm FPS. Cái số điểm này thì nó sẽ ngang bằng với một số con máy sử dụng cả GTX 1060 luôn. Mình không hiểu tại sao số điểm nó lại cao như vậy. Bây giờ mình sẽ kiểm tra luôn cái hiệu năng của chiếc CPU. Và mình cũng đã chạy được một lúc rồi. Và các bạn có thể nhìn thấy cái tốc độ render của nó khá là nhanh. Với con chip i5 thế hệ 8 thì chúng ta đã tăng cái số lõi số luồng lên là 4 lõi 8 luồng. Với bài test trước đây thì mình chấm nó khoảng 800 CB, một cái số điểm rất là cao, không biết chiếc máy này được bao nhiêu. Và các bạn có thể thấy là chúng ta được 738 CB, một cái số điểm nó không quá cao, nó chỉ ngang bằng với con chip i7 thế hệ 7 mà thôi. Vâng, bạn vừa rồi mình giải thích cho bạn tiền nhiều điểm gì với mức giá 20 triệu đồng các bạn nên sử dụng chiếc máy này để làm công việc về văn phòng. Ngoài ra các thời gian rảnh thì các bạn nên sử dụng chiếc máy này chơi game, nó vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chúng ta. Tuy nhiên thì nó không phải là một chiếc máy gaming chuyên nghiệp. Chính vì vậy mình không khuyến khích các bạn chơi trên chiếc máy này lâu dài. Bởi vì mình đã test rồi và cái nhiệt độ các bạn thì thấy thì nhiệt độ của nó lên tới 70 thậm chí là 90 độ C, gần 100 độ C luôn, rất là cao với tựa game PUBG bản PC. Bởi vì sao? Nó thiết kế đã mỏng đi, rất là gọn, rất là nhẹ, nhưng cái hệ thống tản nhiệt của chiếc máy này nó không thực sự tốt. Chính vì vậy các bạn không nên chơi game trên chiếc máy này. Còn về cái màn hình, về cái bàn phím, về cái chất liệu âm thanh thì mình phải nói công nhận HP bùi một chiếc máy nó rất là cứng cáp. Cái chất liệu nhựa cũng như chất liệu nhôm trên chiếc máy này nó tạo chúng ta một cảm giác rất khỏe khoắn luôn. Bản lề cũng vậy, màn hình thì làm sexy đi rất là nhiều. Chính vậy cái âm thanh cũng như cái màn hình giúp chúng ta xem phim giải trí nó rất là tốt. Bàn phím thì sao? Chúng ta đã có một cái dạng full size trên một chiếc máy thiết kế nhỏ gọn như vậy. Tại sao các bạn không sử dụng nó để làm công việc văn phòng giúp chúng ta nhập liệu tốt? Phần touchpad cũng vậy, nó trải nghiệm cực kỳ tốt luôn, nó lướt rất là mượt. Các bạn nên sử dụng chiếc máy này về công việc văn phòng chủ yếu và chúng ta thời gian rảnh các bạn chơi game trên chiếc máy này. Còn về cái cấu hình của chiếc máy này, như mình đã nói rồi, các bạn nên nâng cấp thêm một cái ổ SSD. Và chiếc máy này mình đã nói nó đã nâng cấp được cái ổ M2 SSD, tốc độ NVMe rất là cao. Bạn nghĩ sao về chiếc máy này? Bạn đã giải thích được câu đó là tiền nhiều điểm gì chưa? Hãy cho mình những ý kiến, những câu hỏi của bạn dưới video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.